Ok, alo alo. Trời ơi, tại giờ tôi quên bật tiếng. Nãy giờ tôi xạo lờ mà cuối cùng tôi xạo lờ một mình. Fuck. Fuck fuck fuck. Hai Trần chào ông, chào khách và chào Văn Ben nhé, chào Tâm Lê, chào Mạnh Khang nhá. Chào Hùng Nguyễn Ngọc nhá. Chào Tín Dũng Nguyễn nhá. Hello anh em. Nãy giờ tôi quên bật mic. Trời ơi, thế là tôi xạo lờ một mình. Quá là chuyên nghiệp luôn. Ok, Huy gạ. Rồi. Về một Samurai cũng là một trong những phiên bản tôi luôn tôi rất là thích. Mà có thể nói thích nhất luôn đấy. Thích nhất luôn đấy. Và clan Satsuma này của chúng ta là clan mà phát ra đầu tiên chúng ta có một cái lò rèn. Đó rất là lợi để chúng ta để quân súng ở đây. Bắn vỡ đầu bọn Mạc Phủ luôn. Chúng ta có nhiệm vụ gì không nhỉ? Đó, chúng ta sẽ di chuyển quân đội lên đây. Uyga sẽ là nơi chúng ta đánh. TikTok, hello TikTok nha, hello anh em. Ok. Lâu lâu không chơi rồi, từ từ đó để tôi xem nào. Cứ nâng thuế lên mắc này. Đúng chưa? Nghiên cứu chúng ta sẽ lấy trong cái tựa game này ấy, nếu mà ông nào mà muốn công thành ấy, thì chúng ta nên lấy cung. Vẫn nên xen kẽ giữa samurai và cung chứ không nên chơi thuần. Thằng này vào đây. Chúng ta sẽ để quân đội Uyga này. Trong tựa game này thì mỗi mùa là 4 tân đúng không? Chúng ta đang mùa đông thì chúng ta không nên công vội. Tôi sẽ để thêm quân ở khu vực này. Khu vực này đang xuống 36. Chơi nhiều quân súng mà đương nhiên rồi, cái này chắc chắn là chơi súng rồi. Sao tôi toàn chơi quân súng luôn. Ở đây là chúng ta có mỗi cảng rồi này, chúng ta sẽ áp cái gì nó về tài về tiền thôi. Hiện tại lúc đầu game gì cậu đừng ai xây cái gì mà nó trừ về cái trị an cả. Xây một cái trại Gensai ở đây là hợp lý này. Đó. Ở đây chúng ta xây chưa mộ một thằng này đã. Là còn 6.000 tiền đúng không? 6.000 tiền. Chưa áp này vội. Áp này lên và chúng ta chiêu mộ quân. Chiêu mộ giáo. Đó. Chúng ta sẽ hội quân ở đây. Chúng ta sẽ hội quân ở đây. Bởi vì đang mùa đông chúng ta không nên tiến quân. Hạm đội chúng ta sẽ cho ra đây để phá bọn nó đã. Ở đây tôi cũng phải để một hạm đội ở đây nữa. Tôi sẽ để tàu chiến ở đây. Rồi ngoại ra chúng ta cũng chẳng có cái con mẹ gì cả. Thằng này nó không chịu ra thương mình. Hiện tại Kumaru. Ok, tạm thời everything ok. Everything ok. Chả có gì hot đúng không? Ở đây, thằng này chưa có chức gì cả. Rồi, qua lượt. Bối cảnh game anh có biết thế nào? Bối cảnh game này á, bối cảnh game này là cái thời mà sau cái thời kỳ Shogun bản gốc 200 năm. Thời kỳ mà các thế lực phương Tây người ta bắt đầu xâm nhập vào Nhật Bản. Thì nội bộ Nhật Bản thì bất kể một cái tình hình chính trị quốc gia nào thế thôi, khi có một đất nước khác nó can thiệp vào ấy, thì đất nước đấy nó sẽ bị chia làm hai phe. Thì hiện tại ở Nhật Bản chúng ta đang chia làm hai phe, đó là phe Nhật Hoàng và phe Mạc Phủ. Thì bên phía Mạc Phủ thì được sự hậu thuẫn, tôi nhớ không nhầm là của bọn nào ấy, tôi quên mất rồi. Nhưng mà đại loại bên bên Nhật Hoàng này là được bảo vệ bởi Mỹ, Anh và Pháp thì phải. Đó. Và bên kia là Mạc Phủ được bọn nào tài trợ ấy, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha gì đấy, tôi cũng không nhớ lắm. Đó thì chia làm hai phe chiến tuyến, chúng ta phải
quất bọn Mạc Phủ, thống nhất Nhật Bản. Và chúng ta tiếp tục để quân đi, phải đợi qua cho mùa đông đã, mùa đông chưa qua đâu. Rồi hết con mẹ nó tiền, tuyệt vời. Rồi thuyền chiến chúng ta sẽ lên đây bắn. Đó, chúng ta phá được cái stronghold của nó này. Chết cụ mày đi. Rồi, thuyền này ra đây, bắn tiếp. Cháy. Ồ, không phá được cái gì con mẹ gì hết, tí cho nó nhập vào đây. Rồi, kệ nó ta. Ngoại sao, giao thương tí nhỉ. Ok. And then give your fair cho ít tiền được không? Now speak your part. No. No, no, không được. Thế thì ít tiền, ít ta thường này. Rồi, tôi vừa tăng thuế đúng không? Tôi đã giảm thuế xuống. Ok. Rồi, chúng ta đã qua lượt. À, một phù được phát tài trợ đúng không? Đại loại là nói chung là nơi hai phe, và mỗi phe một bên thực chiến đế quốc thực dân người ta, mỗi bên người ta tài trợ và hai phe đấu đấu nhau. Đại loại tình hình Nhật Bản lúc này là như vậy. Ok, chúng ta không phá được thành mà trong khi chúng ta giết được mấy thằng tướng của nó. Rồi qua lượt rồi chúng ta lại tăng thuế lên. Bộ binh tôi không nghĩ, tôi không biết rằng gần này quân đã đủ chưa. Tuần sau là mùa xuân rồi nên tôi sẽ, nếu tôi đi ra khỏi đây là âm 2 rồi. Âm 2. Âm 2 nhưng mà đối với mở này ra, tôi đi ra khỏi thành là bao nhiêu? Không, ok, như vậy vẫn ổn. Vẫn ổn, vẫn ổn. Chúng ta kiểm soát được tình hình. Hội quân. Đó. Chúng ta chiêu mộ thêm quân ở đây đi. Hết tiền rồi. Kinh tế ở cái phiên bản này khá là thọt nên chúng ta chơi phải rất rất cẩn thận. Và hiện tại chúng ta vừa nghiên cứu xong rồi. À, sao tôi đã nghiên cứu này. Phúc cái này đi. Đó chúng ta còn lại. Sang mùa xuân chúng ta sẽ tiến quân, đừng tiến quân mùa đông. Mùa đông ở trong cái game này là 4 lượt cơ. Đi mùa đông mà chúng ta sẽ bị hao quân đấy. Đó phải hết sức cẩn thận. Đó, từ sau là mùa xuân rồi, chúng ta có thể tiến quân được. Đó là chúng ta vừa đẹp hội quân xong. Tiếp tục chúng ta sẽ phá tiếp. Chúng ta phải phá thành như này ấy, thì nó sẽ không đẻ được quân. Mình phải phá như này thì bọn trong thành nó sẽ không đẻ được quân. Chứ không là chúng lúc chúng ta đến nơi nó đầy mẹ quân rồi, đánh đấm đá gì. Đó, lại hạ thuế xuống. Thế thôi. Chứ ấp quân gì vội, tạm thời thế đã. Ngoại giao có gì hot không? Đéo có gì hot. Ok. Everything ok, chúng ta lại qua lửa. Chơi game này tôi thích nhất là khi hạm đội ở biển hỗ trợ bộ binh bên đất liền phê vãi trường. Tôi chơi tôi cứ áp mắc con mẹ nó pháo yểm trợ. Rồi mùa xuân rồi, tổng tấn công đây anh em. Cái này anh em tiếp tục bắn phá vào đây, không cho nó đè quân. Đó, phá liên tục cho tôi, bắn tục cho tao, không cho nó xây quân. Ok, lại tăng thuế lên. Công cuộc tăng thuế và giảm thuế là liên miên để bất tận. Rồi chả có gì nữa đâu, chúng ta lại qua lửa thôi. Kệ nó đi, không quan trọng. Bắn tiếp. Không phá được cái con mẹ gì cả. Ready for attack.
Công thành thì nó khá là phiền. Nhưng mà nếu mà không công thì tôi sẽ phải vây. Vây rất là mất thời gian. Nhưng mà hiện tại với đội quân này của nó thì tôi nghĩ tôi khó mà có thể công được. Nên tôi sẽ vây. Vây nó đi. Tôi sẽ ép nó ra ngoài. Chúng ta có hạm đội bảo kê nên không sợ. Rồi chúng ta lại hạ thuế xuống. Ở đây chúng ta sẽ nâng cấp bến cảng lên. Đó. Chơi từ từ bình tĩnh thôi. Chơi Legendary nó không... Ở cái phiên bản Shogun này Legendary cũng tương đối khó đấy. Không dễ chút nào đâu. Nên phải hết sức cẩn thận. Rồi chúng ta qua luôn. Lúc đầu game ấy ở cái việc đấy nó đánh mình rồi. Đúng cái mình cần. Chúng ta có sự hỗ trợ của pháo binh hạm đội nên không sợ bọn này, bắn cho bọn này tan xác luôn. As it is possible to call in fire support. Shut up. Ok, ở phiên bản Shogun này ấy, thì lợi dụng địa hình nó là một cái gì đó nó mất chất xám vãi trường ra, nên anh em phải chú ý lợi dụng đội hình địa hình vào. Địa hình cao, địa hình thấp nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chiến thuật của chúng ta. Chúng ta sẽ đánh nhau ở trên đồi mà nó sẽ phải phi lên đồi. Cái tầm bắn của súng của bọn nó ấy cũng rất là ảnh hưởng đến cái vị cái đồi núi này. Tôi sẽ chiếm ngọn đồi này. Tôi đang xem nên đánh đoạn ngồi đầy hay đánh ngọn đồi sau lưng. Đánh ngọn đồi này đi. Tập trung, ok. Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng triển khai đội hình ở đây này. Bắt nó chơi theo lối chơi của chúng ta. Các ông biết như nào không? Cách hiệu quả nhất ấy là các ông đánh ở dưới đồi này. Các ông hiểu không? Khi mà địch bắn lên trên thì nó sẽ không bắn được mình. Bởi vì súng là đường đạn này nó đi theo đường thẳng. Mà đường thẳng ấy mà chúng ta đánh ở, chúng ta đứng ở dưới đồi này chúng ta bắn lên ấy là chúng ta rất là lợi. Thế nên chúng ta bắt ép bọn nó phải chơi theo lối chơi của chúng ta, đó là đứng trên đồi. Mình sẽ đứng trên đồi này. Đó, và đạo giá này sẽ đứng ở đằng ngay đằng sau. Quân bọn nó lên một cái là chúng ta tả xung hữu đột. Chỗ này là vẫn ở dưới đồi đúng không? Đó, chúng ta sẽ đứng như này. Nó không thể nào bắn được mình đâu. Nó có cung không? Nó không có cung, nó toàn súng thôi. Nó có cung thì hơi xoắn một chút, nhưng mà nếu mà nó toàn súng thì không sợ. Shogun này có bản... có pack máu mà em. Ra máu chứ. Ok. Chơi tựa game này anh em phải cực kỳ quan tâm đến địa hình đấy. Nó rất là quan trọng, nó không như Baqui đâu. Baqui thì gần như cái địa hình nó chả có cái tác dụng chó gì cả. Mà phiên bản này thì không. Tôi không biết ạ. Xem nào. Con mẹ đó. Tôi sợ nó đi đường này. Kỵ bản này á, kỵ bản này nói chung là cũng mạnh nhưng mà gặp súng đời cuối thì đời nói chung đời mít mít thì cũng tác thủ. Bản này thì súng nó là bá đạo, nó là một cái gì đấy bá đạo vãi trưởng.
Nhưng mà súng bản này nó chỉ thủ thành thôi. Nếu mà nói về chiến đồng bằng ấy thì súng nó vẫn là số 1. Nhưng mà nếu nói về công thành ấy, công thành thì súng nó không hay. Nhưng mà súng là thủ thành tốt, nhưng mà công thành thì lại không hay. Công thành thì nên là cung cung công thành hay hơn. Cá nhân tôi thấy là vậy. Rồi chúng ta sắp sửa bắn cho bọn nó banh xác rồi. Đợi tí. Kỵ thì nói chung là theo bản này chúng tôi nghĩ không nên chơi kỵ. Tôi sẽ cố gắng bắn cho bọn nó ở đoạn này. Trời ơi, không biết bắn kịp không. Tôi sợ không kịp rồi. Nó chạy được rồi. Hạm đội bắn trượt rồi. Lâu không căn thì bị căn trượt rồi. Bắn nó đi, bắn đạn đến đi. Hạm đội đúng rồi, bắn chết con mẹ của nó đi. Trượt rồi, cày quá. Fuck you bitch. Rồi, dàn ngay đội hình. Ta chơi nó ngay ở đây. Súng không bắn à? Chết con mẹ chúng mày đi. Không cho bắn. Sao bên này? Chết mẹ rồi. Hơi bị hở sườn rồi. Gia tộc này mạnh về súng trường, súng ở súng trận ấy, súng lính trận ấy. Kỵ bà này yếu mà. Kỵ bà này nói chung chúng ta không phải sợ. Thời kỳ này là thời kỳ của súng, không hiểu không? Dìa vào nó đã. The game speed controls are used to adjust the speed of the battle. You can pause the game or put it into slow motion by clicking on the buttons to the left.
Đúng rồi, thế nên mà tôi mới không để nó bắn sau lưng lính mình. Lúc đấy tôi cho giáo chạy ra vòng ở sườn nó mà. Chính vì tôi cho vòng ra sườn nên nó mới bị ngựa nó chọc thẳng vào. Còn mẹ nó. Sao vẫn ấy thế nhỉ? Bắn cho bọn nó một trận. À, tôi đi. Mẹ nó, nhưng mà vẫn gần cần thắng. Một phần là cái trận vừa rồi tôi dùng địa hình nữa, các ông hiểu không? Bọn kỵ nó phải leo dốc lên, nó bị mệt. Nên nó không thể nào nó húc mạnh được vào mình. Suck. You suck. Cái này phá đi. Chúng ta không cần cái này. Vì lý tưởng của Hồ Vĩ Đại. Thằng Oka này là mình thiện, thằng này là thằng theo gia tộc của Tokugawa, nó không theo Nhật Hoàng. Chúng ta sẽ đập nó và chúng ta sẽ không giao thương với nó. Tiếp tục chiêu mộ thêm quân. Ok, 5% đơn vị tỷ lệ bổ sung quân. Khá là hay đấy. Tôi sẽ lấy cái này. Cái này đi để chúng ta có thể lấy đánh trận đêm. Tăng thuế lên nào. Rồi tương tiếp theo chúng ta sẽ đẻ thêm tàu chiến để chúng ta lên đây chúng ta bắn bọn này. Rồi nhưng đó là việc của Tân Sảo qua lần. Công thành à? Công thành nếu mà có pháo thì mạnh. Tăng 20 điểm di chuyển cho tướng. Tăng kỹ năng nạp đạn. Cái này đi. Thằng này tôi xác định cho nó đi luôn luôn đi theo trong quân nên tôi sẽ up cái này cho nó. Up cái gì mà búp cho nó tuyển dụng ấy. Ở đây là một cái lá trà, một cái tỉnh có lá trà, chúng ta sẽ up để tiền cho nó. Hiện tại up cái này đi, Gensa ở đây đi. Chúng ta còn có 200 vàng. Cái này là âm 3. Vẫn phải giảm thuế xuống. Đó, chúng ta không thể nào chơi được nhiều. Tosa thì chưa thể nào mà vì chúng ta chưa ấp cảng nên chưa thể nào giao thương được với Tosa ở bên kia. Đó, không có gì hot, chúng ta lại phải qua lượt tiếp, cũng chưa thể để được quân. Cộng 5% tỷ lệ trốn thoát khi thực hiện hành động không thành công. Cái này cộng nhiệt chiêu mộ thành trì. Cái này kiểu như là sang bên kia ủng hộ bọn nó nhiều hơn ấy, nhanh hơn ấy.
Tôi đi lấy cái này đi. Đó, cái này lên, tăng trị an lên. Chúng ta cần trị an ở những cái khu vực hậu phương này. Rồi, tôi nghĩ với đội quân nào chúng ta có thể tiếp tục tiến lên tiếp được. Từ từ tôi xem bên này. Không biết tôi từng mua tiên quang, tôi biết ông ơi. Rồi, ở đây chúng ta không thể có quân, nên tôi sẽ nhanh chóng tiến quân. Chúng ta sẽ tiến lên đây, chiếm Bugo một cách chớp nhoáng. Ôi chết tôi rồi. Từ 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 từ. Âm 6. Quên mất. Âm 2. Ờ, hy vọng là sẽ ổn. Quên mất là mình phải để một ít quân. Bàn này nó hơi buồn, hơi bực mình một cái là mình phải để lại một ít quân ở lại. Nếu không thì nó sẽ bị ấy. Thằng này về đi. Đó, thằng này về đấy. Thằng đồng vụ này nếu mà đi thì thoải mái. Cho nó về đây. Ok. Đó, hạm đội chúng ta cứ đứng ở đấy. Tạm thời đã. Rồi, tăng thuế hết lên. Bến cảng ở đây sắp xong rồi. Không có gì hot nữa đúng không? Nghiên cứu à. 5% chính xác cho chiến thuyền này. Áp này lên. Tiền đi, lúc đầu áp này đi. Chúng ta cần ít tiền. Rồi qua lượt. Là là. Đó nào đây? Higo, Higo phải bị đập rồi. Thằng này nó là người theo phe Nhật Hoàng ấy. Mà nó bị đập rồi. Tuyển nhân vật Gesa xong. Up to your command. As you command. Your next command, my lord. Tuần sau không biết là tôi... Tuần sau không biết là có tới được ngay đây không nhỉ? Chúng ta đánh chớp nhá. Tôi muốn mua hồi quân một chút nữa. Thuyền cứ để đấy. Thằng nào chui về đây nhanh. Yes, my lord. Miễn thuế. Ô, miễn thuế là được, không sợ, không sợ. Miễn thuế là đẹp. Tuyển một ghe sai, hình như chúng ta có một cái quest là tuyển một ghe sai thì phải. Cái tuyển một ghe sai trong vòng bao nhiêu lượt? À, đúng rồi, đúng rồi. 6 lượt cơ mà, thoải mái đi. Chúng ta đang tôi đang xây một cái ghe sai đây rồi. 2 tiếng nữa thì chúng ta đẻ, sao cũng chưa muộn. Rồi bây giờ có thể giao thương được thêm rồi. Bàn dai là cái gì không? Thằng này ok luôn này. Tosa có đồng ý luôn không? Tosa cũng đồng ý luôn. Be seated. I will order tea and we will have agreement before sunset. Không chịu cống nạp. Thằng này theo Nhật Hoàng thì chúng ta nên hợp tác với nó. Đó, tạm thời thế đã. Oka và Hikai. Thằng này cũng theo Nhật Hàng này. Tạm thời chúng ta cứ giao thương với nó. Speak and do not mumble. Honesty and clarity march forwards together in negotiations. Anh này có vẻ giàu nha. 300 vẫn đồng ý cơ à? 500. 400. 450. Không được. 420. Ok. Chốt. Rồi, thằng OK là chúng ta sẽ không đập nó. Và cái bản này công cũng phải nhớ là cái uy tín rất là quan trọng nhá. Đừng có bao giờ tuyên chiến mà lúc đã có hiệp định. Không thì cả nước nó sẽ ghét mình ấy. Xung phong kiểu Nhật Bản à? Tôi không hiểu lắm. Tức là đơn vị lính đánh nhau thì lính nào trả xung phong?
cái cần đâu mà cái cần em nhìn thế nào ra cái này là cái cần nó khác, cái cần không phải hình như này, nó nhọn hơn, tức là nó sắc hơn, cái lá nó sắc hơn. Nhìn nào là cái cần thế, chết thật, trồng cần à. Rồi hết rồi đúng không? Tôi đã qua lượt tao nhỉ. Thằng này thêm được cái chức gì không? À thêm được chức này này, cho nó đi đảm nhiệm cái chức này. Chức này là cái chức trừ hai phí xây dựng. Chức này tôi hay gọi là bộ trưởng bộ xây dựng. Đấy, đây là chức này là cái chức của bộ trưởng bộ bộ tài chính. Cái này là bộ trưởng bộ không nhớ, Commander Chess. Cái này như là chị An cái con mẹ gì đó. Ok, kệ mẹ nó đi. Rồi qua lượt. Rồi, tôi sẽ đánh chớp nhoáng thằng UK đấy. Hậu phương cũng rất là quan trọng bởi vì cái thời kỳ này nó phản bội nhau như rươi ấy. Không tin được thằng nào hết. Ô. Mẹ nó định hỡi tay trên của mình. Mình nhanh chóng chiếm ngay cái tỉnh đấy mới được. Còn mẹ mày Summer. Tuyên chiến. Oh. Tôi được bọn này tiếp viện này. Lâu lâu không đánh. Đánh đi, cho bọn nó công mình đứng nhìn. Cho bọn nó công mình đứng nhìn anh em ạ. Để hao quân nó đi. Nhớ đâu nó hao nhiều mình đánh nó luôn. Không có, à cái bàn thế thì không có đâu, không có đâu. Thế thì không có cái chức năng điên rồ đấy đâu không? Thật ra thì nếu mà nó là ra nó có một cái skin của một cái đơn vị lính Odachi là cái skin của Vạn Tuế đấy, tôi nghĩ là cũng giống cái đấy đấy. Đó là nổi điên lên và chém loạn xạ. Nhưng mà ở phiên bản này như tôi không chơi cận chiến nhiều, tôi không nhớ là có hay không. Ensure that any siege weapons are Rồi, positioned an ninh bất động và close đợi enough quân to tiếp viện target the thôi, enemy cho bọn nó and đánh. their defenses. The men are ready to attack, sir. Diệt hết thì cũng phải từ từ, chúng ta phải khôn khéo trong ngoại giao, nếu không thì dễ, bởi vì lúc đầu ấy duy trì được hai đạo quân cũng rất là khó. Hiện tại tôi còn chưa duy trì được một full một đạo quân mà. Nên việc duy trì hai đạo quân lúc đầu rất là khó. Thế nên chúng ta phải ngoại sát thật cẩn thận. Lên đi em ơi, bắn bọn nó đi, chiếm cứ điểm cho anh. Sau tôi sẽ xây dựng một hạm đội phun tàu chiến, phun pháo đi bắn bọn nó về, toàn tàu hơi nước thôi, tàu chạy bằng động cơ hơi nước ấy. Thời này nó chỉ có tàu chạy bằng động cơ hơi nước thôi, bắn cho toát thủ bọn nó luôn. Mà ở đây tôi nhớ là không nhầm là có cả đơn vị tàu ngầm đấy, tức là không phải tàu ngầm mà nó bắn đạn ngư lôi, có một cái tàu nó bắn đạn ngư lôi khiếp vãi chưởng luôn, bắn một đường thẳng này. Đó, bọn này, bọn sâu kiến này nó sẽ chết. Ui, nó không lên tiếp à? Ui, khôn thế, AI khôn thế. AI không lên tiếp luôn. Được nhỉ? AI được đấy. Mình ra đây. Mình sẽ giả vờ mình công có được không nhỉ? Cái tháp canh nó bắn cái bóc cái canh của nó bắn tới mình không? Ui, AI khôn đấy. Mình đi lên. Đấy, mình giả vờ mình đi lên thôi.
Tao giả vờ tao đi lên thôi. Lên đệ, chúng mày lên đệ. Rồi đại quân của chúng ta sẽ đứng đằng sau và giả vờ đi lên. Nước nào chả được, một chọn một trong Anh, Pháp với cả Mỹ thì nói chung thì Anh nhá, Anh quân Anh thì mạnh về tàu chiến, nó có tùy về chuyện chọn. Pháp thì nó mạnh về, chả nhớ Pháp mạnh về con mẹ gì cả. Anh Mỹ thì như là mạnh về bộ binh thì phải, bởi vì khi chúng ta chọn như thế chúng ta sẽ tuyển được các đơn vị lính nước ngoài. Và mỗi Mỹ thì như là tàu gì, Mỹ tàu cùi lắm, Anh thì tàu rất xịn, tàu trang bị 60 mấy pháo cơ. Có lẽ chọn Anh để mình lấy tàu chiến mạnh. Còn Pháp tôi không nhớ là nó cho mình cái gì. Sổ bắn đệ. Cái trò này nhá, nếu mà chơi súng thì công để ý không? Súng ấy, nó bắn toàn vào tường thành thôi này. Thế nên công thành tôi không thích công súng một tí nào cả. Nó bắn toàn vào tường thành thôi. Thế ra quân ở trong thành bắn súng bắn chết quân của mình ngay. Thế nên công thành tốt nhất là cứ chơi cung hoặc là pháo nã vỡ bọn này đi. Đấy chưa, súng bắn toàn vào tường thành này, rất là khốn nạn luôn. Và bắn chết bọn này, nó chết rất ít luôn. Bọn này mà thua thì vui, bọn này mà thua tôi đập nó luôn, là nó hết quân mạnh. Nhưng mà tôi nghĩ nó không thua được đâu, nó có samurai này. Thật ra ấy, CA người ta thiết kế cái thành như này ấy, là để có tính chiến thuật em ạ. Bởi vì nếu mà CA họ thiết kế một cái pháo đài mà nó quá nhiều chi tiết ấy, thì rất là khó công. Bản thân là mình là thằng công cực khó luôn. Người ta xây cái pháo đài như này là có lý do người ta cả, nó có tính chiến thuật, nó công bằng cả với người công lẫn người thủ. Bởi vì nếu xây một cái pháo đài mà nó quá giống với lịch sử ấy, cực kỳ khó công. Bởi vì thời này, cái thời từ sau Ngân Hai cho đến thời kỳ này gần như là cũng không có nhiều bị công thành. Như ở sau Ngân Hai chúng ta không có thiết bị công thành, mãi về sau chúng ta nâng cấp cái máy bắn đá, mà bắn đá nó vẫn tầm trượt thôi. Thế nên là nếu mà thiết kế một cái thành mà nó ấy quá. Còn em thích thì em có thể lên workshop và download về rất nhiều mod, các modder họ làm chỉnh sửa thành ấy, rất là đẹp. Nó khó công của mẹ. Khổ thân với anh đồng minh, khổ thân thế. Các anh ý nhiệm vụ cao cả hay gì nữa. Mà thằng này có phải đồng minh của mình đâu. Thằng này là đang định nẫng tay trên của mình, không hiểu không? Nó đang định nẫng tay trên cái thành này của mình. Nhưng mà mình cao tay hơn, mình chiếm trước. Sau này có súng máy có chơi không? Có chứ. Chơi hết chứ, pháo, phiếc, súng chơi hết đi. Chơi phí rồi. Leo như kiến đi. Nhưng mà các ông trông thôi, thật ra ngày xưa cái chế độ thời thời chiến quốc Nhật Bản nó công thành ngu của mẹ này. Có biết sáng tạo ra máy công thành đâu, chính là bọn tàu nó công thành, nó biết sáng tạo nhiều cái. Bọn Nhật Bản là đa phần toàn nội chiến chứ nó không đánh nhau với nước ngoài mấy. Thời chiến quốc của nó ấy. Thành ra là nó không sáng tạo ra được nhiều những cái máy công thành. Toàn leo thành kiểu này à. Không, ngày xưa có một câu nói của Chu Du ấy, lúc công Kinh Châu ấy. Nó bảo gì nhỉ? Công phải gấp đôi. Cái gì nhỉ? Công phải gấp 3, gấp đôi, gấp 3. Gấp 3 quân trong thành thì mới công được. Chu Du nói câu đấy mà nói nguyên văn câu ấy như nào tôi quên mẹ rồi.
lúc định tập kích Kinh Châu nhưng mà không đủ quân đấy. Tua đi một thời gian. Đó, chiếm cờ cho anh. Tí xem bọn này nó chết bao nhiêu lính. Tôi nghĩ chết nhiều đấy. Nó chết. Nó không ghi quân bọn nó chết ở đây. À, bọn nó chết 700 thằng. Mình không chết ai mà. Nó chết 700. Mất một đơn vị. Hòa bình chiếm đóng. Và tôi sẽ hòa bình với nó đi. Tôi hòa bình được không nhỉ? Không, nó lại cứ phá phá mình. Ở đây là chúng ta là một cái mỏ đồng. Mỏ đồng up lên là chúng ta sẽ không mỏ đồng mà mỏ đồng là mỏ đồng up tiết lên nó cộng cho mình cái gì đây? Mà không cộng về quân đâu, không cần thiết phải xây cái này. À nhưng mà cứ để đây đi, bởi vì tôi cần chiêu mộ thêm lính ở đây. Tôi sẽ phải chiêu mộ thêm lính ở đây, chúng ta phải có cái này. Đúng chưa? Bắn cho thằng này một phát. Gấp 10 á? Đâu, Chu Du nói cỡ gấp 3 thôi. Gấp 10 lấy đâu ra công. Bây giờ trong thành nó có 10 vạn thì ông phải 100.000 quân à? Đi công thì chó là được. Lấy đâu ra gần đấy người? Gấp 3 thôi. Mà tôi thấy con số gấp 3 là hợp lý rồi cơ. Thuế lên. Bây giờ chúng ta giao thương rất nhiều clan. Chúng ta nên ưu tiên clan nào mà chúng ta mà nó không tác động đến cái bản đồ chiến thuật của chúng ta ấy. Ví dụ như thằng Taken Kashima nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mình chiếm đất ở cái khu vực này. Thế mình sẽ giao thương với nó hợp lý này. Thằng này với mấy thằng này đều nằm trong cái phạm vi mình muốn chiếm. Nên tôi sẽ không giao thương với bọn nó. Từ từ để tôi xem thêm chiếm đâu nó là lợi thế nữa nhỉ. Ở tiếp tục chiếm lên cái tỉnh Buzen này, chúng ta sẽ có một mỏ than rất là quan trọng. Mỏ than là để cho tàu chiến. Thế nên cái Buzen này là một cái tỉnh chúng ta bắt buộc phải chiếm được để lấy cái mỏ than. Thế nên chúng ta sẽ không giao thương với nó. Đúng rồi, 1 vạn là 10.000. Bây giờ trong thành nó có 1 vạn, các ông phải lấy mẹ 100.000 người đến đánh à? Lấy đâu ra nhiều thế? Không nhiều thế đâu. Mà đa phần ngày xưa người ta đánh, người ta vây thành, mà người ta vây thành mấy tháng. Xong rồi tự chui ra chứ có chứ cũng không phải trận nào người ta đánh cũng xông lên hết lên đầu. Ok. Nghiên cứu một lượt nữa chúng ta đầy tiền. Rồi, không còn gì đúng không nhỉ? Không còn gì nữa, tôi sẽ qua lượt. Thằng này kiểu gì nó sẽ phá mấy cái thành ấy của tôi. Bây giờ tôi đang quan sát hai thằng này. Thằng xanh nước biển này và thằng đỏ này đang đập nhau. Thằng chó này kiểu gì nó phá mình biết ngay mà. Ở cái phiên bản này nó có kiểu phá rất khó chịu luôn nhé. Kiểu bị lọt mất một thằng nó đi vào nhà mình, nó không chiếm đâu, nó cứ đến nó phá thôi.
rất là khó chịu luôn. Bắn chết mẹ mày đi. Còn mà mày này. Bắn phát cho nó lấy ít kinh nghiệm cho thuyền. Chém đầu nó ở đây. Hello Izumo. Đúng rồi, quân thủ mấy vạn cũng mà vây mệt nghỉ. Thường là toàn vây thôi, ít khi người ta công thẳng lắm. Thường người ta tính toán đánh từ đầu xuân, đấy, đợi qua đông đầu xuân xong vây một năm. Đến trần chạm đông thì bắt đầu mới không thấy bọn nó ra thì bắt đầu mới đánh. Thường thường thì là thế. Rồi tôi đã hạ thuế xuống. Chỗ này chúng ta vẫn có thể miễn thuế được. À chưa mộ Gensai, quên đấy. Rồi. Có một Gensai. Các hậu phương này cứ phát triển kinh tế đã. Rồi. 10 quan hệ ngoại giao. Áp cái này đi. Bản này dùng thuyền khá nhiều. Chúng ta hiện đại hóa thuyền chúng ta sớm bấy nhiêu thì chúng ta lợi bấy nhiêu. Tiếp tục để quân. Tôi phải phun cái đạo lính này xong tôi mới đi quất vào nó được. Bây giờ cái mỏ than này phải nghĩ mưu để kiếm được chiếm được nó. Mỏ than là thằng Kokura này đang chiếm này. Mình đang không có hiệp định gì với nó này nên mình có thể mang quân đập nó được. Nhưng mà tôi nghĩ là tí tôi cho thuyền chiến ra để dò xét thành nó đã. Chiếm được mỏ than thì chúng ta mới có lợi thế. Nhưng mà địa hình của tôi đang rải rác, tôi cần một đạo quân ở nhà, ở hậu phương để thủ. Chẳng may mà thằng này nó phản với mình, nó đánh mình thì mình còn có quân mà thủ. Gần như chúng ta hậu phương không có tí quân nào cả. Mà tiền rất là ít luôn. Phiên bản này làm kinh tế rất là khó. Đó, chúng ta quản lực. Thẩm phối nói với Viên Thiệu gấp 10 thì vây, gấp 5 thì công, ngang nhau thì dụ được ra mà nhà mới vị. On stream đều xem ra cái gì? Xem ra vẫn cô đơn anh nhỉ? Ờ. Đúng rồi, em nói chuẩn đấy. Hỗn loạn dâng cao. Bây giờ phải cho thiến thuyền ra đây. Ta cần phải xem là không có quân. À có quân. Có một cái tip rất hay là công nếu chặn ở đây này. Công chặn cho tàu chiến chặn ở đây này thì quân ở bên này nó không đi sang được. Nó không đi sang được. Mà phiên bản này nó không kiểu như là phiên bản 3Q. Quân bộ là cứ nhảy xuống sông là có thuyền đâu. Muốn đi đâu là phải có thuyền đến đón. Thì mới đi được. Như vậy là hàng ngày có quân ở đây này. À tôi nhìn nó có ngựa thì không sợ nha. Nó có ngựa thì không sợ nha. Rồi tôi sẽ về thành, bởi vì chúng ta cái phiên bản Shogun này chúng ta đánh ấy thì lại không đánh liên tục được, bởi vì phải đánh phải ở thành đến phát triển một lúc cơ để cho trị an nó tăng lên. Còn nếu đi đánh tiếp ấy thì nó sẽ bị giảm trị an rất là nhanh. Tôi phải đẻ thêm quân ở cái chỗ này. Tăng thuế lên. Chưa thể phun được quân này, cày quá nhỉ. Ngoại giao. Qua lừa thôi, chưa biết làm gì cả. Đó, cái thằng đỏ Hirado rất nguy hiểm này. Nó mà đánh xuống phía dưới. À, quân Buzen đi rồi. Hay. Đây là lúc chúng ta tập kích Buzen.
chớp nhoáng luôn. Nhưng mà trước khi đi Buzen chúng ta phải chặn. Chúng ta lên đây chặn nó là này. Đúng rồi đấy. Và chúng ta phải tính toán được cái chị An ở trong này. Tính toán cái chị An ở đây. Chị An đây là dương 7. Mang quân tinh nhuệ đi thôi. Dương 4, một samurai đi. Bình. Vẫn cần thêm một ít bộ binh. Không. Nếu mà miễn thuế thì sao? Miễn thuế tăng được bao nhiêu? Miễn thuế tăng được 4. Tăng được 4 cứ mang thêm quân đi. Tăng được 4 cứ mang thêm quân đi. Mang thêm 4 đơn vị. Đúng chưa? Ok. Chúng mộ thêm lính. Rồi. Movement completed, my lord. Rồi đấy. Everything ok rồi đấy. Chớp nhoáng Buzen. Qua lượt. Ồ, bọn này đánh thua. Đánh thua. Hay. Một clan theo Mạc Phủ rồi. Tuyển thêm tướng tôi không cần. Trừ tiền và chúng ta sẽ có búp 2, không cần. Đừng đéo có tiền đây. Marching now. Is that all, my lord? Up to your command. Rồi, tuần sau. Không biết một lượt có tới được đây không nhỉ? Chiến đấu mỏ than là chúng ta sẽ xây chiến thuyền ở đây. Thế nên trước tiên tôi cứ xây quân ở đây đã. My sword for you, my lord. Không có gì, qua lượt. Quan sát tình hình của bọn bên kia xem như nào. Thằng này rút về. Ôi. Mẹ nó chiếm Buzen nhanh thế. Không phải nó thua mà nó đi qua. Thằng này nó đi qua nó chiếm thẳng Buzen ở đây. Mẹ nó AI khôn đéo chịu được. Nó không đánh thằng này à? Nó không đánh thằng này. Cay thế nhỉ. Tôi sẽ giao thương với cái bọn bên Imagua là yếu vừa phải. Giao thương với thằng này đi. Meetings with friends are always a pleasant diversion. What has brought you here today? Không đồng ý à? I will listen. Nếu mình giao thương với thằng này thì sao? Thằng này đang yếu, thằng này đang vừa phải. Giao thương với ai cũng đều sẽ mất một cái gọi là thằng này đi, cho nó ít tiền.
This is a good day, a friendly visit, good conversation, and perhaps đừng có đòi hỏi quá đáng chứ. Biến. Ủa, không mà đồng ý luôn à? Thằng này sao? Căng ấy nhỉ? Không ai đồng ý. Fuck, tài đánh nhanh chỗ này quá. Mất mẹ bỏ than đây rồi. Quân ở đây sẽ quá đông. Đúng rồi ông ơi, mày lấy súng thay gươm giáo. Chào ông nha. Qua lửa đã xem. Đạo này cứ áp sát biên giới của thằng này xem. À, nó đánh nhau với cho son à. Ok, nó rút. Bây giờ mà tôi bỏ giao thương mà tôi đánh nó ngay thì tôi sẽ bị giảm uy tín. Năng quá nhỉ. Mà đây không đánh nữa, nó là thời cơ vãi trưởng. Bây giờ mình bỏ giao thương với nó đi. Come, be seated. I will order tea and we will have agreement before sunset. Welcome. Speak, and I will listen. Ký với kẻ địch của nó. I will try to do so. Ký với kẻ địch. Ký với Cho Su. Meetings with friends are always a pleasant diversion. Quyền thông hành. Cho nó 5 lượt thông hành được không? 10 lượt. 20 lượt. Không được. Fuck you bitch. Kiêu căng thế. Thằng này đi, Toronto đi. Đi xa tít mù khơi. In a spirit of friendship, speak of your terms and I will answer presently. Bọn này kiêu căng ấy nhỉ? Bọn này nó theo phe Mạc Phủ, tôi không thích giao thương. Vì giao thương nhiều khả năng mình sẽ bị các phe phái theo Nhật Hoàng nó sẽ ghét. Tôi không biết bọn này đang có một đạo full. Không biết nó có đánh vào Tosukusuki này không. Nếu nó đánh vào mình đánh luôn vào đây là đẹp. Tôi phải đợi xem tình hình như nào đã. Chúng ta mới phải nằm đợi xem tình hình như nào. Chưa thể manh động được. Tầm ở chỗ này tôi không nhìn thấy quân bọn nó. À không, chúng ta sẽ cho thằng này ra đây. Tôi phải nhìn được quân bọn nó. Đây, quân ở đây. Tôi hy vọng là nó sẽ đánh Tokusuki. Thì chúng ta đập vào Buzen là đẹp. Nên đợi thôi. Nó không đánh. Nhiều khả năng nó đang ẩn ở đây. Nó đang ẩn ở đây này. Chúng ta tiếp tục đợi đi. Tôi muốn đợi quân nó ra xa một chút. Chúng ta mới đánh nhau.
cái thằng Isin đấy thì tôi biết thằng đấy, nhưng mà hiện tại chúng ta không có tiền để chi trả cho những cái hoạt động đấy. Hiện tại tiền rất là tiền mỗi lượt sắp âm rồi, để thêm được một đạo quân nữa là hết tiền. Đó, tạm để thế thôi. Giao thương đi em ơi. My good friend. Giao thương đi em ơi. À được rồi đấy. So my friend, of what do you wish to talk? Giao thương được là được rồi. Là có tiền rồi. Không lo chết đói rồi. Quá lớn. Rồi, nó đi. Oh fuck. Fuck. Motherfucker. Còn mẹ nó chết cảnh thế nhỉ. Thằng này vẫn đang theo mặc phục này. Có kế nào hay để chiến được không nhỉ? Con mẹ nó chứ, thằng chó này khôn thế. Cay đéo chịu được. À gì này. Không nên để quân tiếp nữa. Hai đạo như này tôi nghĩ là ổn. Vừa ký định giao thương với thằng này. Án binh bất động đã, theo dõi tình hình. Không vội vàng được. Qua luôn. Hai thằng đấy như hòa với nhau rồi sao nhỉ? Nghe ra thằng ạ. Từ từ xem là hai thằng này hòa với nhau à? Đúng rồi, nó hòa với nhau. À không phải hòa với nhau mà nó chiếm hết đất của thằng kia tự mất. Thế thì điều nó nhiều rồi, đập nó. Quên mất, chiếm hết đất là quân nó tự mất. Hủy giao thương thì chúng ta có bị mất thì không? Yếu. Advisor, gentlemen, I say, what japes? No further. Đúng mà, ai khôn mà. Rồi, chúng ta sẽ đồng loạt chiếm toàn bộ thành này, mà đi ra là mất âm cho bao nhiêu? Âm 11 cơ. Hạ thuế xuống nó còn âm 5. Miễn thuế là âm dương âm 1. Để thêm một thằng lính ở đây là chúng ta kiểm soát được thành này. Ok. Tôi nghĩ là đi theo nhau đi. Đó. Cố gắng kiểm soát tình hình. Mỗi lần chúng ta như thế là chúng phía bên chỗ này là khu vực của Mạc Phủ, nó đang căm ghét thì mình này. Rồi qua lượt. Âm 17 không sao. Đã ổn. Không có tiền để kích động mà loạn em ơi. Mà với lại cái thằng Isin của anh đang ở cho nhà để giữ chị An. Thằng này nó tăng chị An mà. Tiền bây giờ còn không đủ để lấy đâu ra. À, ở chị An. Rồi, quân nó ở đấy. Chúng ta đánh vào đây. Let me listen to your offer and answer as best I may. Còn mẹ nó liên minh với chú. Liên minh nhanh thế.
Mình cũng yêu cầu liên minh thôi mà. Ấn sắp xếp. My friend. Căng ấy nhỉ. Thôn tính bọn này không dễ rồi. Ego. Nhưng mà không đánh chúng ta không phát triển được. Bắt buộc phải đánh thôi. Kệ con mẹ đi. Quân bọn này còn lâu mới đến. Chiến được mỏ than rồi tính. Cung là Range. Tầm bắn 150 đúng không? Súng ở đây tầm bắn 125, rất là thấp. Đạo này tôi đang suy nghĩ là chúng ta tiến công vào đây, đánh vào Higo. Đẻ một thằng ninja ở đây. Ổn. Ta mới một thằng lính cùi đi. Rồi. Từ từ đã. Lính tập này thì lính nào cũng cần ông ơi. Tôi cũng chưa thể bỏ đơn vị nào cả. Bởi vì chúng ta còn muốn công nữa chứ không hẳn là muốn thủ. Bởi vì chúng ta đã chuyên tiến rồi, tôi muốn phải công được họ này nữa. Thế nên chúng ta vẫn cần bọn đơn vị lính giáo này để công thành. Bây giờ chúng ta cần phải giao thương thằng này đi, bắt buộc phải giao thương với thằng này rồi. Không được. Giao thương với thằng này. Không ok. Không. Đấy, cái việc mình tuyên chiến với thằng này một cái. Thằng Josu cũng rất là ghét mình. Nên còn thế nên thuyền chiến ở đây tôi sợ rằng phải rút về đây bởi vì bắn phá này đi. À, đã thấy tao bắn phá chỗ này luôn. Mùa đông rồi. Tuyên chiến. Rồi, cả cái đảo này tuyên chiến mình à. Con mẹ này. Fuck. Từ từ. Nó một tàu hỏng rồi, không sợ. Fuck you. Cố gắng chiếm được cái đảo này chúng ta khỏe re. Xây dựng thêm khoảng 2 đạo hạm đội tàu chiến nữa. Nó công mình đúng không? Nó công mình thì mình đéo cái gì phải lên cả. Nó công mình thì mình đéo cái gì mình phải lên cả. Pháo ở đây là ở đâu đấy? Pháo ở đây là mũi luôn à? Mũi cũng có một cái ok. Mũi đi. Ở đây là mấy khẩu? Đây, 3 khẩu đúng không? Đó. Đứng ở đây bắn nó luôn. Prepare to defend, sir. End game gì? Sợ gì? Item. Sao phải sợ?
tầm bắn của cái máy này là bao nhiêu nhỉ? Ơ, cái bảng ấy đâu rồi? Đi nhanh lên con mẹ bọn này. Đến tầm bắn chưa? À. Bắn được nó không nhỉ? Sao không bắn? Uầy, bắn chuẩn thế. Uầy, bắn trượt. Fuck. Lâu được khiển tàu, phê quá. Cái này bấm cái này là phải căn được hướng của nó. Còn chưa chết à? Thuyền là trâu đấy. Chết đi. Ủa. Bọn này bắn chuẩn đấy. Sao tôi bắn thế mà nó vẫn nửa lít rồi thế nào nhỉ? Nổ luôn thuyền mình chứ. Mà mình bắn nó bao nhiêu mà nó không nổ. Còn cái hạm đội này đi teo rồi. Fuck you, Choso. Nó bắn trúng cái bình xăng của mình hay sao ấy. Còn mẹ nó đèn thế. Nổ luôn. Hello Mr. Đạt nha.
Quân địch đâu? Quân địch đâu rồi? À, đi xuống dưới à? Thì tranh thủ một đớp chỗ này đi còn gì nữa. Uầy, cướp một phát được 15.000 tiền luôn à. Và thôi, thành này là mình xác định chiếm để phát triển, không nên động thủ. Sửa thuyền đã. Mà giải tán mẹ cái đạo thuyền này đi. Thuyền này cùi bằng mẹ. Chơi thuyền này đi. Thuyền, thuyền nó xịn đấy. Thuyền nó cũng xịn đấy. Thuyền nó thuyền này. Mà tôi hết tiền rồi. Nó có đạn. Đen vãi trưởng. Trời ơi. Bọn này đông nhưng mà không sợ ông ơi. Bọn là tạt samurai. Toàn ngựa mới vãi trưởng chứ. Tập áp sát nó. Obama. You are. Sao thương tí đi em ê. Speak then and do so with dispatch. I have other pressing business with my stewards. Không chịu. Thôi rồi, từ từ. Không sao cả. Chỗ này là dương 3 đúng không? Dương 3 thì chúng ta có thể bỏ bớt đi cho nó tăng tiền lên. Đó, thêm được ít tiền. Đây là âm 6. Âm 6. Âm 6 mà miễn thuế là còn âm 2 à? Fuck. Hết tiền nhỉ. Hòa bình với em này được không? Không được. Quan lại đây. Mua thuyền mua ở quê, mua tàu gần cái eo biển khó đi lại. Eo biển ở đấy mình có mỏ than phải không? À, có nổi loạn. Higo này nó nổi loạn rồi, ok. Đập thằng này luôn này. Mai phục ở đây. Ôi chết mẹ em rồi. Ở đây nó mỏ than này, mỏ than là nơi phù hợp để công đẻ thuyền này. Từ từ nhá. Yes, my lord. Rồi, quay về đây. As you wish, my lord. Time to rest, my lord.
Defense. What is your bidding? I... Rồi bây giờ dồn quân sự bọn này ở đây nó bạo loạn lên, nó chiếm lại cái Higo rồi nên chúng ta không sợ lắm. Bọn này không có tỉnh nhà nên không sợ. À không, Higo này là cái bọn không phải nổi loạn mà là cái bọn ở bên trên này đánh xuống. Để xem tình hình nào. Ai chà chà. Thế nên đạo này vẫn phải ở đây thủ đi. Chưa công được. Cũng chất đấy, chất lượng đấy. Rồi, được rồi. Mày thích huyễn, mày thích hỗn chiến đúng không? Mày thích hỗn chiến, tao hỗn chiến với mày. Tao sợ mày quá cơ. Cho phép đánh đêm này. Cộng 20% tỷ lệ có thể là phát hiện được bọn quân lính mai phục. Này đi. Rồi. Để quân ở đây và chúng ta sẽ đập bọn này. Yes, my lord. Đánh thắng U3, đánh thắng cho soi và đánh thắng sang này chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được bán đảo này. Ui. Tôi chết mẹ em rồi. Tù nhá. Hòa bình anh ơi. I do not wish to listen to you. But politics makes for strange and sometimes unwelcome. Từ từ nhá. Từ nó có hai thuyền cơ. Tên sau mà nó bổ bộ ở đây rồi. Bây giờ tôi bắt buộc phải để một đạo hạm đội ở đây để tôi chặn thằng này lại. Nhưng mà hình như thuyền của nó cũng rất là chất lượng. Con mẹ nó. Thuyền nó cũng không phải hạng xoàng. Thuyền của tôi đang vỏ đồng. Tất cả các thuyền đang vỏ đồng. Nó có hai thuyền, nếu mà mình đánh chìm được hai thuyền này là coi như đạo tiếp viện này nó mất này. Nhưng mà khá là căng, bây giờ tỉnh nhà. Chúng ta sẽ rất là sẽ mất thành này rồi. Thành này. Bây giờ hy vọng thôi. Để hạm đội ở đây đi. Tàu này là tàu chạy bằng buồm này. Tàu này chạy tàu hơi nước này. Thuyền thằng này là thuyền hơi nước. Nó là thuyền hơi nước. Chúng ta sẽ chơi tàu hơi nước. Chơi lại nó đi. Tân sau tôi vẫn có tiền. Đó. Bình tĩnh ông ơi. Thế này nó mới thể hiện trí óc được. Cứ bình tĩnh đã. Tôi sẽ cố gắng. Một hạm đội tôi không biết ăn được nó không nữa. Chúng ta mất tình này thì hơi phiền đấy. Cần thêm... Hay là bán thành nhỉ? À cái này không có bán thành. Không ai giao thương luôn. Mình không để ý. Qua lượt xem nào. Qua lượt đi.
3700 toàn là súng. Cho nó đánh đi. Ui, sao? Vãi lìn, nó đi được 2 lần luôn à? Vãi lìn. Nó vẫn đủ rang để tới tận đấy. Mẹ, hên thế. Đổi gió à? Ừ, đổi gió ông ơi. The enemy will try to either sneak past our defenses or rush them by force of arms. Use archers to kill approaching enemies and melee troops to kill those that get into the castle compound. The enemy will try to wipe out all defenders, and if our men rout en masse from the castle, the battle is over. Hướng dưới này có không? Có hai hướng này thôi. We are ready to defend, sir. Orders, understood. Ladies, at your hold your position. Double line. Immediately. Thủ ở đây. The levy is ready, sir. Following orders. Levies at your command. Levies awaiting orders. Sweep them from the field. Levies awaiting orders. Đây là súng. Rồi nó sẽ đấu súng với mình ở trên này. Dưới này có quân không? À đây nữa này. Súng. Thế thì bọn này ra đây tiếp bọn nó. Bộ binh ra đây thủ. Ra đây bảo vệ cái này. Bọn nó toàn cung nên chúng ta có thể thoải mái đi xuống dưới được. Lên thế này. Phải đánh, cố đánh trận này gì là bao nhiêu gì để cho quân người ta ở phía sau đánh bọn nó. Biết là thế, biết là Atsushima mạnh điểm đấy, nhưng mà ở tỉnh nhà tôi lại không có quân. Với ngân đế quân của bọn nó, tôi sợ tỉnh nhà chúng ta không chịu được nhiệt. Không biết trận này có thể thủ thắng được không nữa. Bọn nó toàn cung thôi. À mà nhầm, bọn nó toàn súng. Gặp giáo của mình thì bọn này cũng không phải là đối thủ. Đi nấp đằng sau này. Phải giữ bằng được cái cờ này. Ủa, nhấp nháy luôn này.
have claimed the tower, sir. Here's to the fall! Reports have it that your tower is in enemy hands. Gì đấy bao nhiêu gì à? Bởi vì chúng ta vẫn còn quân ở đằng sau mà. Chúng ta vẫn một đạo quân rồi. Nghiệp binh nghiên cứu nhánh file Bahrain, ok không? Nói chung là không thua ở đâu, công yên tâm. Mất thành thì chúng ta mất thôi, chứ còn thua thì khó lắm. Mất thì cũng chúng ta lại xây lại thành ở các tỉnh phía dưới. Bọn đó cũng chả làm gì được mình. Tôi là cố cái giữ cái thành này, này. Chúng ta vẫn có một binh đoàn ở bên ngoài. Các bản tin trước tôi không nghĩ rằng bọn này có thể tiến nhanh đến như vậy. Bắn đi còn khi còn có thể. Hãy bắn đi khi còn có thể.
Awaiting orders! Fall back! At the double! Sir, an entire unit is dead, sir! Cố gắng gì à? Bao nhiêu là gì à thôi. Bọn nó chết cũng tương đối đấy. Xem bọn nó chết được bao nhiêu. Chúng ta có ngay một đại quân ở ngoài ô. Fuck. Mình không nghĩ nó tiến quân nhanh như vậy. Nó chết 1.400 cơ mà. À, bọn này rút. Bọn đánh vào tỉnh nhà mình nó rút. Chắc nó thấy có hạm đội của tôi đấy. Ok. Yes, my lord. Up to your command. What are your orders, sir? My sword for you, my lord. Bọn này toàn súng thôi. Súng của mình tầm bắn 125. Mình hiện đang đúng vào mùa đông mới nhục. I say, what? My sword for you, my lord. Nhiều khả năng tôi phải rút đạo này đi. Không ổn lắm. Không công được vào đây. Thì tôi sẽ rút đạo này đi vậy. Rút đi. Tướng không giải thể được à? Tướng không giải thể được thì chạy. Rút về đây đã. Rồi, con mẹ chúng mày. Có một tàu chiến ở đây nên bọn nó sợ chạy té khói rồi. Tạm yên. Ở đây tôi sẽ để tiếp thêm để thêm bộ binh súng ở đây. 800 càng nha. Good day to you, sir. Don't point those bloody spears at me. Nhìn ra cái đứng ở đây nhìn. Rồi, chúng ta xây quân ở đây. Bây giờ mình phải cần một đạo full. Cần một đạo full. Lính ở đây đắt quá. Mỗi lượt để được 1-2 đạo. Đánh phòng chiếm lại Buzen. Thằng tướng này có lẽ tôi sẽ cho rút về đây. Để nó chỉ huy quân đội ở Satsuma. Nếu có chiến tranh thì ít ra Satsuma còn có quân. Cấp nhìn thấy nhập tư hợp nhập. Nghe tăng à. Chị An. Đó. Tạm ổn. Qua lượt. Đánh Buzen được không? Bọn này nó sẽ bắt đầu nó đi phá mình.
phong tỏa cảng. Hello Hoàng Lâm nhé. Your orders, my lord. My lord, as you wish. I thirst for duty. Từ từ. Xây thêm một hạm tàu. Xây thêm tàu ở đây. Battle ready, sir. At your command. Tất trận. Your orders, sir. Waiting for new calls. Nó chặn nó ở đây. Nó đi vào đây được không nhỉ? Mình không nhìn được đường đi của nó. Nhưng mà tôi nghĩ nó đi được vào đây đấy. Chúng ta chặn đây. Without delay. Yes, my lord. Không được. Bây giờ công hơi căng. Rút về đây thủ đã. Đánh bật bọn này ra mới đi để tiếp được. Yes, my lord. Cái gì? Địa điểm đang skin 135. Ờ. Là sao? Tôi không hiểu. Rồi, cứ bình tĩnh đã. Bây giờ xem có hòa bình được với ai không. Do not expect tea. That is for friends. Speak your peace. Đúng rồi, bọn này đang thắng thế mình. Thằng này có hòa bình được không nào? You are. Được rồi, phải đánh thắng được một trận cơ thì mới hòa được. Hai thuyền ở đây, hai thuyền động cơ hơi nước ở đây tôi nghĩ đủ thủ. Quan được. Rồi. Mày được lắm. Nó đi vào mùa đông thì lại hao quân thôi. Rồi. Chúng ta có hai tàu hơi nước. Bây giờ chúng ta đi đập cái thằng đấy. Không được cho phép nó lên bờ. Con mẹ này nó chặn đi. Bọn này chắc bộ ở đây. Rồi chúng ta phải hỗn chiến ở đây. Cái đạn dược này gần như nó không bao giờ hết. Tôi sẽ lấy cái này, support cho Navi. Rồi, quân đấy là tôi nghĩ thoải mái. Chưa mọi trong quân đây đi. Áp tiếp cái này lên. Áp tiếp cái này lên để lấy thêm một slot nữa để xây chạy lính ở đây. Mà chưa có cơ hội. Âm 1 miễn thuế ở đây vậy.
At your service. I... awaiting further instructions. Quan lệnh. Rồi, đánh đi. Đánh tay thôi. Ông tu đệ ấy lắm. Đệ oẳng lắm. Không phải oẳng mà gọi là hao quân lắm. Rồi chúng ta đánh bật được Obama này, chúng ta sẽ có cớ để đánh lên Buzen. Nhưng mà hơi khó là bởi vì tôi ở phía bên kia lại có một đạo quân của quân địch, nó cũng đang nhăm nhe bên biên giới. Tôi sợ là không thể tiến lên Buzen được. Bọn này bản lĩnh thật, quân mình như thế này mà nó vẫn dám vào. Chúng ta sẽ đánh bật nó ở đây. Một mặt luôn à? Hai mặt. Mình vào hết đây. Ê, đừng dùng skin poi đã vào những manh rẽ. Tùy tôi chơi tôi cũng hay ép vào nhanh rẽ mà. Nhanh rẽ có nhiều nhanh hay mà. Chết cả mãi mày đi. Lính này nó nạp đạn nhanh lắm. Khốn. Bắn tuyệt mái nhé. Bắn thoải mái.
Vì up và nhanh rẽ đánh giá cũng là 10 cộng cũng phải nhấn main. Nhưng mà main có phải cái nào cũng cộng đâu không? Cái main nhiều cái nó cũng tôi cũng không dùng bởi vì nhiều cái main nó cũng cùi bắp rồi mẹ. Tôi cũng đâu phải cái nào tôi cũng dùng ở main đâu. Nói chung cái main nó có 3 nhánh. Nó có 3 nhánh thì thường thì tôi chỉ dùng khoảng có 2 nhánh thôi. Ít khi tôi dùng cả 3 nhánh lắm. Tôi đắp mạnh 2 cái nhánh của nó lên. Sức mình này. Không biết tự lượng sức mình này. Láo nháo nó quen này. Ông chơi là ông hay up cả ba nhánh à? Tôi chơi tôi chỉ up khoảng 2 nhánh thôi, ít khi tôi up cả 3 nhánh lắm. Ô, mày vòng tiến mày chết rồi con ạ. À bọn này ra đây bảo kê thằng thủy thằng này à? Bọn ai chất thế nhỉ? Vách Kalin, ra đã bảo kê thuyền. Thường tôi không up nhiều ba nhánh, tôi up hai nhánh thôi. Vì nhiều nhánh tôi cũng nhớ giờ hơi của mẹ. Từ bọn này đang đồng minh của nhau đúng không? Đúng rồi, nó bảo kê thuyền của nhau này, mẹ bọn này vã lìn nhờ. Thế thì chúng ta phải chặn cái eo biển này lại. Ồ mẹ, bọn nó chiến thuyền bọn nó đến đây cũng đông đấy. Thằng đồng minh, thằng chư hầu không giúp mình được cái con mẹ gì. Mất dậy đi. Chúng ta phải chặn cái eo biển này lại. Rồi chúng ta giết Obama ở đây. Đạo này sẽ không làm gì được mình đâu. Không làm gì được mình đâu, chúng ta sẽ không truy kết cái đạo giờ này, chúng ta sẽ giết đạo này. Tấn công ban đêm này. Auto này. Cái đạo giờ này nó sẽ rút về thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chiếm lại Buzen. Buzen vào chỗ này tiếp tục để thêm quân. Để thủ. Chosun. Cũng rắn đấy. Bây giờ tôi phải tích được 3k tiền cơ. Thằng tướng tí phải cho về đây. Ok, bọn này bắt ở đây. Phải luôn kiểm soát được cái tầm nhìn bọn này. Không cho phép bọn nó tiến linh tinh.
Ừ, thì tôi đang bảo cái chư hầu ở cái phiên bản này nó chả giúp được cái mẹ gì, nhưng mà chư hầu ở Ba Quy thì giúp rất là tác dụng. Chư hầu ở đây nó coi như là vật cảnh như thế, còn tôi sẽ để dành tiền để vừa chơi thuyền vừa đắm thuyền vừa này đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục xây thêm một cái thuyền hơi nước nữa ở đây ở thân sau để đảm bảo hậu phương chúng ta không bị bọn này nó cắn. Tầm 3 tàu của hơi nước là đủ để đỡ được bọn này rồi. Ok chưa? Chúng ta sẽ qua thuế tiếp cái nào rồi. Ổn đúng không? Qua lượt. Fuck you bitch. Anh định clip tới mấy giờ á? À? Chắc tí nữa à? Sao đi ngủ hay như nào? Chắc 12 rưỡi 1 giờ gì đấy. Rồi để xem thuyền nó nào. Đây à. Tôi nghĩ là tôi nên rút. Tôi nên rút, nó không đuổi được tôi đâu. Tôi nên rút đi. Rồi nó. Rồi. Đánh được không? 16. Thuyền nó cũng chất đấy nhỉ. Hai tàu hơi nữa là không biết có chơi được không đây. Trời ơi, bọn mất lệ. Không chơi được thì ở cái tỉnh nhà mình phải xây thêm quân rồi. Chúng ta phải xây thêm quân ở tỉnh nhà để thủ. Thủ nói chung nó cũng thủ được thôi. Tôi nghĩ thủ được. Nhưng mà nó sẽ rất là ảnh hưởng đến tiền nong của chúng ta. Rồi, còn mẹ mày. Mày thế công đúng không? Mày thế công đúng không? Thử lợi dụng địa hình một chút thì. Tuyệt quá, chả nhìn được cái gì. Clip chắc đến khoảng 12 giây 1 giờ thôi, tầm tầm đấy. Rồi, ông yên tâm, cứ bình tĩnh. Tôi phải vượt qua cái đoạn này đã. Hai tàu chiến này tôi không biết có chơi được nó không này. Order.
Admiral is in terrible danger. Con bà già này. Con bà già này. Con bà già này. Trời tào à. Your general is under attack, sir. Your general is under attack. Con bà già này. Ui, đủ mẹ nó rất hay bắn được nổ thuyền mình nhá. Con này bọn này vãi lìn thật. Nó rất hay bắn được cái nổ thuyền mình nhá. Điêu đéo chịu được. Con bà già bọn chó chứ mày. Này, nhận lấy. Con mẹ bất công với lồn. Bất công với lồn. Hai lần rồi nó nổ thuyền mình, điêu đéo chịu được bọn này. Rồi. Mất thuyền thì chúng ta lại thủ bộ. Shogun này, tiếng Việt ở trên mạng hay không? Đấy, gõ Việt hóa của Shogun này. Chó. Khốn. Còn sao? Chơi bộ bình vậy. Rượu VLAI. Bắn nổ thuyền như rươi luôn. Sợ thật. Một thằng tướng này về đây đi. Này con là đủ rồi. Fuck you. Chó. Up này lên. Cái thuyền ở khu vực này thì không lo nữa rồi, bây giờ khu hậu phương này mới lo này. Rồi phải hạ thuế tiếp tục xuống. Hôm nay tôi phải xây thêm quân. Tiếp sau tôi phải xây thêm quân ở đây. Up cái này lên để lấy chạy lính. Motherfucker bitch. Có bên cái nhỉ? Diéo đồng ý. Có bên cái mè. Không có bên thôi. Rồi.
không sao, đã thế thì quất bọn nó. Obama tôi nghĩ không còn, bọn này là bọn Choson, tôi nghĩ không còn quân đâu. Cho thằng này ra do thám à. Thằng này cứ đứng ở đây nhìn quân địch. Rồi, qua lượt. Fuck. Cái phiên bản Shogun này bọn nó thuyền, bọn nó đông vãi chưởng. Chứ thuyền lúc đầu hơi thọt. For you, my lord. Giả bố mày cái mỏ than. Con chó. I say, what's a... Ready for orders. Without delay. Is that all? At your attack. Chết cả mày. Tướng ba sao chém đầu luôn. Rồi, thằng này cứ thủ ở đây thôi. Bây giờ tôi phải hòa bình với Choson. Tôi chiếm xong hai cái tỉnh này, tôi hòa bình với Choson. Xong rồi tôi mới quất được bọn này. Thì tôi nghĩ là tôi có thể hòa bình được với Choson nếu tôi chiếm được hai tỉnh đấy. Bây giờ không để trên này nữa, để dưới này đi. Từ cái đạo mà nó tuyển quân, nó móc lốp mình ở đâu rồi nhỉ? Không nhìn thấy nữa. Ở đây thì gần này quân là tôi nghĩ thoải mái. Công thêm quân trong thành, tôi nghĩ thủ được trước bọn này. Chưa thấy nên chưa đẻ vội. Không sao cả, qua lượt. Qua lượt tiếp theo. Chiếm lại bu ra rồi tính tiếp. Cứ cho bọn nó phá ở đây đi. Bởi vì bọn nó bắn mà chúng ta sửa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cảm giác như nó không vào Satsuma mà nó vào đâu ấy. Rồi. Chả bố mày mỏ san con chó. Có phi được tiếp sang bên kia không? Hòa bình chiếm đóng. Từ từ thôi mà. Anh nhìn không nhìn thấy. Yes, my lord. Thôi tuần sau. Không có gì phải vội cả. Ở đây là bọn nó đang theo phe Nhật Hoàng rồi, chúng ta không cần thiết phải xây những cái này. Đây là mỏ than cộng nhìn linh con tiền đi. Nên sai đi. Tăng kinh tế lên, đang hơi thọt. Thằng này về đây là đẹp. Nó rút đi rồi, tôi biết rồi. Vậy tôi cần giao thương tiếp tục. Càng quá, càng đét. Tầm này là không kén chọn nữa. Không ai chọn, không ai đồng ý. Đây rồi, nó ở đây đúng không? Bộ binh của nó tương đối. Nhưng cảm giác nó không đánh vào đây. Nếu mà đánh vào đây thì hơi phiền này.
Bây giờ phải hòa được với chưa son chưa? Chưa. Rồi thì tên sau tiếp tục đập vào. Đập vào đây. Rồi. Tạm thế đã. Tôi đang tính phải cướp bóc thôi, không chiếm được nữa rồi. Cái thành mà định đổ bộ ở đâu? Cái thành Tsukushi kia không có tài nguyên, tôi sẽ cướp bóc ở đấy. Thì chúng ta có ngay một khoản tiền. À, từ từ. Bọn này rất là yếu thôi mà. Attention, you slovenly samurai. Chúng ta chiếm Tsukushi đi, xong rồi chúng ta chiếm lại Buzen. Hay là lập chư hầu. Ở đây lập chư hầu được. Chiếm thì mình được 7.000 tiền. Chiếm 7k tiền. Tôi nghĩ là lập chư hầu đi. Để làm gì? Để chúng ta có thể thêm ít tiền. Lập chư hầu đấy đi. Rồi, bọn này đánh vào đây. Bọn này tôi nghĩ phải một tinh nữa nó mới vào được đây. Thì chúng ta vẫn có thể thoải mái đép. Nhiều khả năng là bọn này sẽ đáp thuyền ở đây. Nhiều khả năng là sẽ đáp thuyền ở đấy. Bây giờ hòa bình với Buzen được không? Chosun được không? Có vẻ được. Có vẻ được. Better that, I suppose, than an assassin over the wall. We might come to agreement. Đồng ý. À, vậy có thể hòa bình được với Chosun rồi. Cho nó quyền thông hành trên đất của mình. Ok. Tao tạm thời hòa bình với mày. Giao thương được luôn. Được. Liên minh được không? Liên minh được luôn. Cống làm ít tiền đi nhỉ? Không cống làm được. 100. Rồi. Mình sẽ cho nó di chuyển trên đất của mình 20 tân. Bù lại chúng ta có thể hợp tác giao thương, liên minh và cộng hòa. Hợp lý. Nên như thế. Rồi chúng ta sẽ giao thương với thằng này nữa. Thằng này là thằng chư hầu của chúng ta. There is much to discuss for our mutual benefit. Ổn chưa? Ổn rồi đấy. Tôi nghĩ là ổn. 450. 400. Con mẹ nó 380. Có 300 rồi. Được rồi. Được của nó. Đó. Khi chúng ta hòa bình với thằng này rồi thì cái cảng này chúng ta có thể sửa được. 700.000 vãi cả trường. Và chúng ta nên hòa tiếp với thằng này không? Ơn sắp ghét thằng này không đồng ý. Không sao. Tìm tiếp một thằng khác để có thể giao dịch đi. Thù địch. Con này rất là thù địch mình. Thằng này hòa bình được không? I have better things to do than listen to an old woman's prattle. Speak. Đất khu này làm gì có tài nguyên? Ông nhìn đâu mà ông biết đất ở đây nó giàu? Nhìn đâu rồi biết đấy? Mà kệ nó đi. Rồi.
Vậy thì tôi sẽ mang quân đánh vào Hizen. Được chưa? Ta đánh vào Hizen. Quân ở đây làm thế nào để có thể giữ được cái thành lá trà này nhỉ? Rồi chúng ta cũng phải sửa dần được cái này nữa. À không sửa được, có bọn này ở đây. Nên cứ tạm thế đã. Cứ bình tĩnh đã, cứ bình tĩnh đã. I do not wish to listen. Ooh, thằng này đồng ý. I did not think you had the courage to come before me. But speak now that you're here. Ok. Tạm thế đã. Qua lượt. À, độ phí nhiều quá. Nhưng mà nó có cái tài nguyên khỉ gì đâu mà. Nó không có tài nguyên thì làm sao mà nó giàu hơn các tỉnh khác được. Cứ cho đất nó phì nhiều đi. Tỉnh nào mà có tài nguyên thì vẫn sẽ giàu hơn chứ. Một phần bởi là lúc nãy tôi lập chư hầu bởi vì tôi cũng không nghĩ là thằng Cho Son nó sẽ hòa bình. Sắp nghiên cứu xong rồi mà mình vẫn chưa ấy được. My sword for you, my lord. The game's afoot. Hizen nhiều khả năng là không có quân đâu. Chúng ta có thể đánh vào đấy được. If there's nothing else, yếu, quân yếu. What japes? As you command. As you wish, my lord. Rồi chúng ta rủ thằng chư hầu của chúng ta. My good friend, tell me what concerns you, and together we will resolve your problem. Oh. In a spirit of friendship, speak of your terms, and I will answer presently. Không đồng ý. Kệ nó vậy. Rồi ở đây quân bọn nó. Tôi nghĩ tôi sẽ mất thành này. Thành này mất chắc rồi. Fuck. You are here like an honest man at the front gate. Better that. It is my honor to serve. Tra đen được á, hiện tại mình cũng đang tra đen được mà. Tôi cũng chưa test là nó có nhiều tiền hơn không, tôi cũng không biết lắm. Nhưng mà nói chung mình cứ ưu tiên những cái thành nào có tài nguyên để tính tiếp. Ở đây chúng ta vẫn đang bị bắn phá nên cứ kệ đi. Lần sau tôi sẽ cố gắng xây được cái. Rồi chúng ta sẽ đánh vào Hizen. Lần này quân tôi nghĩ thoải mái rồi. Rồi qua lượt. Liên minh với thằng Cho Son cái đỡ hẳn. Đó. Tí chúng ta chiếm lại cái này sau vậy.
bọn này chơi nhau luôn này. Ready for orders. My spirit hungers for blood. Besieging settlement. Form ranks. Bố mày chiếm ở đây luôn đấy. Bố mày cướp bóc ở đây đấy. Cho mày nổi loạn luôn trên này đấy. Cướp ở đây đấy. Bố mày lấy 11 ca tiền rồi tính tiếp. Break sửa ở đây đấy. Mỗi đi phá tiếp chỗ khác. Ô liên minh tan vỡ rồi này. I have weapons that need. Càng đến nhà. Welcome, noble friend. There is much to discuss for our mutual benefit. Xây học viện ở đây. Thằng mất dạy này hòa bình với nó được không? Welcome. Cái thằng đây chứ. Không, tiếp tục đánh tiếp vào. Tiếp tục đánh vào Nagasaki nè. Sửa 1.500. Chiếm Nagasaki. Có chứ, tôi đang chiếm đấy mà. Vẫn lãi, chúng ta được 11.000 tiền mà chúng ta sửa cái này thì chúng ta vẫn lãi. Đó, vẫn lãi, chả sợ. Thằng Choson nó bỏ liên minh luôn. Được rồi. Cứ bình tĩnh. Chúng ta còn 7k tiền đúng không? Càng quá nhỉ, chỗ này tôi không thể nào đuổi được một chiến thuyền này đi. Tôi phải xây thuyền ở đây. Nó bị block cả nguy nhục. Chiêu mộ thêm thuyền ở đây. Quất mà nó. Bọn nó toàn chơi thuyền hơi nước thôi, mình cũng phải chơi thuyền hơi nước. What is you are bidding? I shall dance for them. Đuổi bọn này đi thì mới sống được. 240. Phải hạm đội ở đây đuổi bọn này đi đã. Rồi tiếp tục đánh vào đây, chúng ta cướp bóc cái khu vực này. Có cái đánh đêm, cái này dễ hẳn, dễ thở hẳn. Phá hoại chim. Sao phá hoại? Phá hoại đi. Tăng level cho ninja lên. Thất bại. Fuck. Đó. Xây xong cái học viện, chúng ta sẽ để quân ở đây. Tạm ổn. Ở đây xây thêm ít quân nữa đi. Đề phòng. Bọn nó đánh lên. Bọn này đánh lên thì còn có quân và thủ. Chỗ này chúng ta sẽ không áp thì vội bởi vì nhiều khả năng sẽ mất. Áp cái này lên. Đó. Tạm thế đã. Rồi, nghiên cứu rồi. Thương cảng này. Tôi đang cần phải cải thiện lại cái quan hệ ngoại giao trên toàn map. File rank ở chỗ đéo nào.
Không, cái này đi. Kệ nó. Rồi. Tạm ổn quá luôn. Cho Son bỏ liên minh. Hy vọng bỏ nó không tuyên chiến hay sao? Hình như có vẻ nó không tuyên chiến đâu. Kinder Fry, cái mà đứng bắn đấy thì cái ngồi bắn đấy thì tôi toàn gọi cái ngồi bắn này. Bên sai tầng nào. Ngân khố cộng 20.000. Kiểu như là hoàng đế cho mình tiền hay sao ấy. Tốt. Giết thằng này đã. Giết nó xong rồi chúng ta tính tiếp. Rồi, 4 sao. Trình chiến xa trường. Ui, bổ sung quân quá hay. Kỹ năng nạp đạn này rất là cần thiết này. Up cái này. Mình chúng ta sẽ lấy cái này và lấy cái nạp. Cái này cộng thêm một cái lượng đạn của hải quân trợ giúp rất là hay. Tôi sẽ cố gắng lấy hai cái này. À không, lấy cái này chứ. Cái này là thuyền mà. Đúng rồi, cái này là thuyền. Lấy cái này thôi. À đấy, đúng rồi, cộng 10 khả năng nạp đạn cho toàn bị. Đấy, up hai cái này. Đẹp. Oh, vẫn còn điểm gì đấy. Đó, lấy hai cái này là đẹp. Còn mẹ cái bọn này nó tỏa thuyền, nó bắn mình ghét thật. Không làm gì được. Chỗ đấy nổi loạn thì có quân rồi, không sợ. Hết việc rồi. Áp thì cũng chưa thể áp được gì. Chưa thể áp được gì cả. Cứ để thế đã. Cứ để thế đã, quá lượt. Bây giờ chỉ hy vọng là Chô Su này nó không tuyên chiến mình bừa bãi là được. Cái trò này nó có kẻ hạm đội nó bắn vào đất liền, nó phá công trình khó chịu vãi cà lìn luôn. Rồi.
Thằng này định đánh vào đâu đây? Yes, my lord. Very well. Đây là thêm một chuyến thuyền nữa đây. Súng ống. My lord, on my way. It will be done. Đó, tuần sau có 3 chiến thuyền, tôi nghĩ là đập được bọn này rồi. Không biết đập được không nữa hay là cần phải 4 chiến thuyền. Mẹ nó phá chỗ này của mình khó chịu thật. Tuần sau 2 tuần nữa. Và giết thằng này xong rồi mới đi được tiếp này. Thuyền chiến. Ui dồi, bịt ngay mà. Mà thuyền nó bắn nát thành ở đây luôn này. Từ từ. Thằng này vào đây đi ạ. Khai. Fuck you. Trời đêm này mình phải công nó hay sao ấy. Bầu trời đêm chém giết nhau trong buổi đêm lạnh giá. Today, sir, we attack. Đi bộ rồi, là đỡ mệt. Bọn này là thế thủ đúng không? Đúng rồi. Nó có ngựa nhưng cũng rất may là chúng ta có giáo nên đếch sợ. Có cả cung nữa.
Chúng ta nên tránh đụng độ với cung. Under attack! Con mạ chúng mày chết đi, khó súc vật, nghĩ chúng mày lâu lắm rồi. Dê bà đấy, vẫn còn mẹ mày. Thoi top à? Thoi top. Thoi top. As you wish, my lord. Rồi. At your command. Ra được cái đứng tên sau bố mày đánh vào đây. Nhưng phải hai lượt mới tới được cơ. Còn mà do not
kinh nhỉ, cứng đầu thật. Ba tàu chiến, con đang đẻ tàu chiến nào không? Hết tiền rồi. Phải ra đây gấp để có thể tiêu diệt bọn nó, sửa chữa lại thành trì. Ba thuyền này, cái thủy chiến trong này nó hơi ảo ảo, không biết nó ăn được không nữa. Đó. Căng quá. Yes, my lord. Quân trong này đâu hết rồi. Không thấy đâu cả. Chỗ này cứ kệ cho nó nổi loạn đi, không sao cả. Còn chỗ này miễn thuế phát. Ô chết rồi. Không được, miễn thuế này là bị không sửa được. Tạm thời không sửa cái này vội. Cố gắng cướp bóc chỗ này để lấy tiền. Ok. Qua lượt. Cướp bóc được Nagasaki để lấy ít tiền nào. Rồi mất dạy này, cứ đứng lên nó bắn đây. Fuck you. Đầu tiên là phải đánh bọn, phá bọn ở cảng trước. Rồi phiến quân ở đấy, kệ nó đi. Đánh xuống đây. Mình thấy auto sẽ thắng hơn. Rồi, cảng kia cướp lại được rồi. Phi về đây sửa thuyền đã. 900 tiền để sửa. Vãi chuồng. Chỗ này chưa sửa vội. Tí đuổi mà nó đi thì tính tiếp. Không thấy quân ở đây. Lâu lâu làm cái giấc mộng đế vương là cái gì đấy em? Tuần sau là có tiền rồi. Tuần sau cướp Nagasaki đầy tiền. I did not think you had the courage to come before me, but speak now that you're here. Speak your insolence, then I will.
Rồi. Hòa với thằng này là đỡ rồi. Có thể sửa được cái bến cảng ở đây rồi. Còn khu dưới này thôi. Dần dần kiểm soát lại toàn bộ đất nước. Ba ca anh ạ. Ờ anh chưa biết. Ba ca anh chưa biết chơi game gì. Nó cũng chưa có update gì mới. Đó. Cho mày. Quan trọng gì đâu. Thành đấy cũng nắp tươm rồi. Shogun Takeda vừa chiếm xong Kyoto. Thế là mạnh phết làm gì nữa. Thế đấy là phân chia thiên hạ rồi làm gì nữa. Phá nhau. Chiếm thành này chúng ta lại có tiền thôi. Chơi chẳng lẽ không ăn được bọn nó phát thủy chiến nào à? Chẳng lẽ lại không ăn được phát thủy chiến nào? Bốn thuyền này chẳng lẽ lại không sơi được nó. The men are ready to attack, sir. Thành này trước rồi đến bọn kia. Orders. Orders understood.
Chết con mẹ. Bố mày nhịn cho mày hơi lâu rồi. Ship has come about, sir. It is withdrawing. Con mẹ nó nhé. Nó chim rồi. Nó chim rồi. Đắm rồi. Con mẹ nó thuyền mà nó bắn khiếp thế nhỉ. Cảm giác vô vọng ấy. Ôi, thuyền này ngập nước rồi, thuyền này chìm rồi. Ôi, thuyền này còn cháy chứ. Không hiểu sao lại cháy. Hay mình bật động cơ nhiều quá. Your general is under attack, sir. Cái lì thuyền nó chìm, thuyền chìm. Your general is under attack, sir. Thuyền chìm thật chưa đấy, sao nó vẫn bắn?
Con mẹ nó. Thuyền mà nó đánh khinh thế. Thuyền mình. Mãi kè linh. Khó quá nhỉ, căng ấy nhỉ. Không làm gì có thể chống được bọn này ở đây à? Retreat, retreat. Stopping for now. Battle ready, sir. Không còn ba thuyền. That is impossible, sir. Từ xem nào, chúng ta đang bị âm tiền. Ra tải bớt đi. Cay quá. Các bạn là thuyền của nó bắn kiểu gì ấy. Bọn nó bắn vẫn khiếp vãi chưởng. Mình bắn như thế mà bọn nó không xi nhê gì luôn. Làm sao? Chiến bộ chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế. Chúng ta đang muốn. Thằng này nó không chịu đi ra ngoài. Auto sẽ không thắng được. Sắp. Làm phải qua lượt được không? Phá sản là căng đấy, phá sản là chúng ta. Tôi cần đạo quân của bọn nó đánh ra ngoài. Ok, đánh ra ngoài. Đánh ra ngoài tuyệt rồi. Đánh ra ngoài dễ thở hơn bao nhiêu. Cướp được cái thành này là đầy tiền đấy mà. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Cướp được cái thành này chúng ta đã đầy tiền. Thác loạn ngay. We are ready to defend, sir. Rồi, vào đây. Một con bít này. Đây là giáo à? Spear, giáo. Ok. Attack!
is close, sir. Rác rưởi. Rác rưởi. Ngựa đâu? Chú sao bọn nó đi. Ông thích dàn như nào thì ông dàn, mục đích là miễn thắng là được. Đúng không? Thật ra thì trong những cái trận chiến đồng bằng như này thì nếu mà quân địch mà nó có bộ binh nữa thì súng gần như cũng chỉ gọi là bắn bắn thôi. Còn ông dàn quân như nào chả được, thắng là được. Gì phải sách vở quá. Giờ để đánh bên này này, bao nhiêu thằng bên trái này. Rồi. À, thuyền nó chạy. Không sao. Chiếm cái này là có tiền. Cược bọc. Đúng ạ. Có tiền lại ngay. Phiến quân ở đây không sợ. Cút ra khỏi cảng của bố mày. Nhịn chúng mày hơi lâu rồi đấy. So my friend, of what do you wish to talk? Trăm năm mươi. Ôi, trăm vậy. Cho ít tiền nào. Đó, tạm thế đã. Thằng này thì tôi nghĩ nó không làm gì được chỗ thành này của mình đâu. Năm luôn à. 1,300. Này đi. Your order, sir.
Đó. Hòa bình tí nhỉ, phát triển, hợp tác phát triển tí nhỉ. Không thì đập thôi. Sao mình không thấy quân bọn nó ở đây nhỉ? Impossible, my on my way as you wish. It will be done. Treading softly. Thằng này chắc là mất rồi, kệ nó đi. Chiếm lại sau. Còn ở đây thì chúng ta không thể mất được. Chỗ này xong rồi chúng ta đánh lên đây. Cho nó nổi dậy một phát nữa đi. Đập cho nó dễ. Pháo. Chưa có pháo nên cứ từ từ. Đây, up cái này, mình thôi từ từ. Một hiện đại hóa. Đây, up súng đây. Cái này hiện đại hóa là học luôn này. Nhưng mà yêu cầu cấp 3. Up cái này đi, nó tăng một điểm hiện đại hóa nữa. Không thích ăn bánh mì à? Bọn nó chọn con đường chết à? Rồi đánh xong xong đánh xuống dưới này. Chiếm mỏ sắt. Rồi tính tiếp. Qua lượt. Cho Son đừng đánh linh tinh là mình khỏe. Tôi đang cố gắng chiếm kiểm soát được cái đảo này. À, nó đi lên. Vẫn nổi loạn đúng không? Rồi cứ đợi này. Cho mày nổi loạn. Tôi giết một phát nữa. Rồi thằng này toàn súng. Nói chung nó chỉ là game thôi ông ơi, nó cũng không phải đời thực đâu. Nên nó cũng không cần phải quan trọng cái dàn hàng ấy đâu mà. Thuyền nó 26 luôn. Chết còn mà đi. Bố mới thu được cái thuyền này. Tịch thu thuyền. Ăn được không nhỉ? Không được. Rồi, qua lượt.
Chứ chơi Shogun Campaign, chơi nhậu tôi mời xuống với xếp hàng 3 vẫn hoàn toàn đồng đều được. Ngoài ra chú xuống đánh mình, ok. We are done. Suốt ngày. Ừ, thì nhưng mà ông phải nhìn cái trận vừa rồi, ông phải nhìn cái trận rồi là cái phạm vi bắn nó có rộng đâu. Ông dàn hàng 3 hàng thì nó dài ngoằng à. Ông hiểu không? Cái trận vừa rồi cái diện tích bắn của súng có ít tí à? Nó có một tí tí ở giữa. Thì ông dàn dài làm cái gì? Chứ ai chả biết là dàn dài thì nó bắn nhiều. Chơi cái phiên bản này là thế mà. Phiên bản này làm kinh tế khó vãi chưởng luôn ý. Bọn này bốn lính rồi. Tôi nghĩ là ăn được. Con bà già mày. Phá bố mày nãy giờ rồi. Rồi nó còn tăng con mẹ nào, tăng bỏ mẹ nào ở đây đây. Anh tăng là thằng nổi loạn. Thằng nổi loạn giết nó luôn. Giết thằng nổi loạn này. Tấn công đêm. Đập. Game sai bản này là nhất là chặn cho quân địch không di chuyển được. Anh toàn dùng mục đích là để chặn cho nó không di chuyển được, nó đứng im ấy. Nó cũng kiểu like cái skin của ninja ở bản Shogun ấy. Rồi chúng ta thế công. Tiếp tục công của nó. The men are ready to attack, sir. Chơi cái Shogun này đánh nó phải là, thì nó đánh như này thì nó lại có nó cho phép mình cướp bóc. Nó có tỷ lệ cướp bóc cao hơn. Chứ không hẳn là cứ chiếm mỗi thành như là các phiên bản khác. Phiên bản này chúng ta tận dụng cái cướp bóc nhiều hơn. Orders.
victory is assured, sir. Ok. Bitch. Cướp được tận mấy chục ngàn xong đi xây ba bốn cái nhà luôn tiền. Ờ thì cướp để đi xây còn gì nữa à? Cướp thành đấy thì thành đấy nó sẽ bị hỏng, nhưng mà cái tiền sửa nó chỉ mất khoảng 2-3 nghìn thôi thì mình vẫn lời được 7-8k. Tội gì đúng không? Tội gì mà không dùng. Loạn. Đạo này mình hồi quân của tôi hồi quân. Đạo này của tôi hồi quân nhiều. Nhanh lắm. Âm 16 rồi. Ready for orders. Bọn nó thấy mình chưa ổn định, mình mãi mới chưa ổn định, thành ra bọn nó thấy mình lực yếu ấy. Trò này nó cứ thấy mình lực yếu cái là bọn nó ào ào vào nó vào. Chó chết này. Thuyền mình đâu à? Thuyền đâu à? We must rest a while. Xây xong quân ở đây rồi dịch vã thằng này. I shall fetch my sons. My lord. Quân ở đây không biết có đét được bọn này không nhỉ? Bọn này toàn súng cùi. Đây chúng ta có 4 đạo này, tôi nghĩ ăn được. Chơi được đấy. Qua lên đây. Đã được có búp 2 tinh thần nữa, chẳng không sợ. Rồi. Goto Morinori Saiko Takamori. To defend, sir. Line infantry orders, sir. On the line. Sweep them from the field. Forty levy is ready, sir. You are sent over to Sosio. Spears to the fore. God.
at your command. On the line, sir! Spear, levy! Sweep them from the field! A unit is running from the battlefield, sir. Yeah. Lạc à? Gì này? The line, sir.
thủ. Chạy. Lao nhau nè. Trời, khói súng bay dập trời. Lao nhau nó quen. Duyệt là bao nhiêu gì à? Đừng có nhờn với anh, hiểu không? Đừng có nhờn với anh. Càng quá nhà chiến sự. Đạn này của mình thừa sức đập được bọn này luôn đi. Thề các ông. Đạn này của tôi cân luôn bọn này. Chấp nó full quần luôn. Nhưng mà tới mà tôi đi của đây tôi sẽ bị khá là âm nặng ở chỗ này. Có nổi dậy. Chúng ta không nghĩ được nhiều thế đâu. Rồi. Thuyền đâu rồi? Sửa thành trì đi. Có ai hòa bình không? Hòa bình không bạn nè? Không à? Hòa bình không bạn nè? Con mẹ các bạn. My sword for you, my lord. Đợi tôi đập cho mày này. Bây giờ mà đi truy kích bọn này. Trừ 5 chi phí duy trì. Ok, 5 chi phí duy trì. Ngon đấy. Đánh đêm, chúng ta cứ lấy đánh đêm đã. Nếu cứ đánh đêm để tính tiếp. Bây giờ truy kích bọn này thì thoải mái. Đi truy kích bọn này. Truy kích được không nhỉ? Tôi nghĩ là rút đi. Tôi sợ không truy kích được. Vì toàn cung, à toàn súng. Phải có vài thằng giáo mới yên tâm được. Quân ở đây tạm ổn. Một hạnh phúc nơi người này có mặt. Ok, lên. Đấy. Gần này quân đi sang bên này chiếm lại cái tỉnh này.
Ok. Chiếm lại tiền đấy thì tính tiếp. Thằng trường không rút được cái con mẹ gì. Rồi qua lượt. Cho nó lấy cái thành đấy rồi chúng ta cướp phá lại. Mẹ không ai, không thằng nào đánh thằng Chosu nhỉ. Ủa nó có pháo rồi. Rồi. Bố mày sẽ cướp lại cái thành này. Đến hết đây. Chúng ta đến hết đây. Bố mày vây mày đây đấy. Tao vây mày đây đấy. Tao vây đấy, ờ. Mày sẽ phải ra đánh tao. Mà mày ra đánh tao thì tao sẽ tiêu diệt mày. Bọn này đánh vào đây. Chiếm lại chỗ này. Cướp luôn. Cướp được 6.700 đúng không? Sửa thoải mái. Sửa thoải mái vẫn lãi được mấy ca tiền. Chả tội gì. Đó. Thích chơi. Thích chơi nhau à? Xoay hai đạo giáo từ tên sau ta đập mày. Sửa. Xoay được con thuyền nào nữa. Xoay một con thuyền này đi. Đó. Rồi hậu phương tạm ổn. Rồi bọn này. My good friend, tell me what concerns you. Sao thương với thằng nào giàu giàu một chút, bọn này nghèo. My friend, I'm ready to listen to your every word. What I can do for you, I will do for you. 300. Thank you. Welcome indeed. Tokushima. My good friend, tell me what concerns you, and together we will resolve your problems. Tạm thế đã. Thế. Đó, tương sau lại thêm được ít tiền nữa. Qua lượt. Rồi. Cái pháo này của bọn này ấy, là cái pháo nó không có bánh xe. Cái pháo này nó chỉ đặt được cố định thôi. Thế chúng ta đánh bọn này ấy, rồi chúng ta lùi mẹ lại là pháo nó không bắn được. Đó là cái trị pháo là đơn giản lắm. Bọn nó thế công rồi nên bọn nó phải tiến đến đánh mình. Mình lùi lại. Đó. Mình đếch ra ngoài đấy. Ờ, bộ đứng trong rừng vừa bắn. Là còn con rừng nữa thì tuyệt vời. Là còn có cả rừng nữa thì tuyệt vời.
ready to defend, sir. Ô là là, tua thôi, bọn nó sẽ chết ở đây. Hơi cay rái bọn này rồi đấy. Phá mình từ đầu đến giờ. Súng mẹ toàn kiểu mẹ cấp cấp tròn tròn là cấp mấy rồi? Cấp tròn tròn là cấp 1 2 3 4 5 thì phải. Hình như là cấp 5. Mắc là 9 thì phải. Hiện tại quân đang cấp 5. Bọn nó toàn súng, chả sợ. Đứng trong rừng bắn rất là lợi. Yeah.
unit is running from the battlefield, sir. Chưa giết được tướng nó nhỉ? Sir. Con mẹ. Chết rồi, ít bộ binh quá, cái quả quét. Quả vừa rồi hơi ít bộ binh, nó không quét được cái đoạn ở giữa. Fuck. Hơi chủ quan à, fuck. Bọn này vững cái nhỉ, giết tướng nó rồi, giết ngựa nó rồi mà nó vẫn vững. Ây da. Ố. Destination reached. Ây da, ây da. Tôi nghĩ là nên rút. Bây giờ đánh dần rút về cái khu cũ của mình, đánh lên. Chúng ta đang bị phân tán quá nhiều. Và chúng ta xây lại, xây dựng lại ở đây và đánh lên. What?
Căn mẹ là tướng 4 sao. Fuck. Đó. Phải xây lại quân ở đây. Đi xa quá thành không tiếp viện được cho nhau. Sửa. Rồi, khu vực này coi như là chúng ta tạm bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta chiếm lại hai cái khu vực này bằng cách xây dựng lại quân đội ở đây. Đó. Rồi, và tập này tôi sẽ ngừng ở đây thôi anh em ơi. Muộn quá rồi. Cũng khá là căng nhưng mà nói chung mà cũng không phải là không kiểm soát được. Bây giờ chúng ta sẽ đánh lại khu vực này lên trên này. Khu vực này nó nham nhở quá. Khu vực này gần như tôi nghĩ không có quân đâu. Đánh lên, chiếm lại, chiếm dần dần đánh lên. Đó. Rồi. Chúc em ngủ ngon nhá. Và em xem thấy hay thì bấm nút subscribe, nút chuông thông báo ủng hộ tôi nhá. Xin chào. Hẹn em ở những buổi clip tiếp theo. Bye bye.